Dạ vâng, lời đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và em đam mê chơi BCB các bác nhé. Đấy. Trong video ngày hôm nay bên em tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác một số cái mẫu bơm tay đang làm mưa làm gió trên thị trường các bác nhé. Đấy. Trước khi giới thiệu về bơm ấy, em giới thiệu qua cho các bác một số phụ kiện để em hay thay sửa chế cháo bơm các bác nhé. Đấy. Ví dụ các bác hôm nay em lên cho các bác một combo 3 món nhé. Giá rất trên là rẻ. Combo 3 món này giá rẻ để anh em thay sửa bơm nhé. Combo này thì bao gồm một cái ti các bác nhé. Một cái ti các bác lưu ý đây, cái ti này ti sim xanh nhé. Một cái ti sim xanh, một túi gioăng sim, một lọ dầu nhé. Combo cái này là 180.000 bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Đấy, combo 3 món, một túi gioăng sim, một ti, một lọ dầu về anh em thay sửa bơm là 180.000 thôi nhé. Đấy. Ba món này. Còn các bác nào mua lẻ thì vài chục rồi. Cái ti này chỉ vài chục nghìn thôi, cái túi gioăng sim này vài chục, lọ dầu cũng vài chục các bác nhé. Đấy. Bơm thì nhiều anh em nó bị hư bị hỏng nhẹ thì anh em có thể mua ti bơm gioăng sim về anh em thay thế sửa chữa lấy được cho nó đỡ tốn kém các bác nhé. Đấy. Còn là cái chương trình thứ hai là hôm nay các bác mua bơm sẽ được tặng quà. Đấy. Tặng quà rất chi là hot các bác nhé. Đây, phần quà của các bác mua bơm đây các bác nhé. Đấy. Hôm nay các bác mua tất cả các dòng bơm này sẽ được tặng theo miễn phí một cây đèn XMNT6 như này, chỉ giá thị trường trị giá 200.000 các bác nhé. Đấy. 200.000 trị giá cái đèn này 200.000, bác nào mua bơm cũng sẽ được tặng một cái đèn này, đấy là quyền lợi của anh em nhé. Đấy. Còn bây giờ không thể để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ lên và giới thiệu chi tiết cho các bác về 5 cái mẫu bơm tay, em sẽ báo giá công khai cho anh em để em cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một mẫu bơm phù hợp nhất các bác nhé. Đấy. Bên em luôn luôn ship code COD đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Cái này em sẽ ship đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Tất cả các bơm bên em bán ra là hàng đều có bảo hành các bác nhé. Đấy. Không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu cho bác về con bơm này là con bơm VIP các bác nhé. Bơm VIP hiệu sư tử các bác nhìn này. Con này thì rất chi là con này thì đỉnh của chóp các bác nhé. Đấy. Vì sao nó thuộc đỉnh của chóp thì em cũng nói luôn. Con này là bơm VIP hiệu sư tử này. Thân bơm bằng carbon, đồng hồ là đồng hồ to, nọc ẩm to các bác nhé, đây, nọc ẩm to các bác nhé, nọc ẩm to, đồng hồ to, chân này là chân cảnh én khớp này, đấy, chân cảnh én khớp các bạn, đấy, đồng hồ dầu 50 và MBA xịn sò nhé, cái con này thì bao cho anh em hàng chính hãng luôn nhé, đấy, chứ không các bác mua bên em không bao giờ các bác lo phải mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng nhé, các bác lưu ý nhìn cái hàng giả, hàng nhái là biết ngay, nó không có cái logo này, vì cái hàng này là hàng em đặt tận xưởng các bác. Đấy, cũng kiểu như các bác sinh con đẻ cái thì các bác đặt tên cái bơm này của em, thế em đặt tận xưởng nên nó có logo VIP hiệu hai con sư tử đấy. Còn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì nó không có logo VIP và hai con sư tử này, người ta sẽ tẩy những cái chữ này đi, người ta cho cái ký hiệu khác vào đây. Đấy là một cái để các bác nhận dạng cái nhất. Cái thứ hai là các bác nhìn này, nọc ẩm to nhé, cái hàng rẻ tiền, hàng kém chất lượng là không bao giờ có nọc ẩm to như này đâu các bác nhé. Đấy, vậy xem này. Đấy, con này thì bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc các bác nhé. Đấy, 300 đến 350 cân. Mẫu này thì giá công khai cho anh em là 1.400.000 nhé, 1.400.000. Anh em mua sẽ được tặng theo một cái đèn pin như này, trị giá 200.000 nhé, trị giá 200.000 cái đèn pin này. Cái bơm này thì bảo hành cho anh em 12 tháng nhé. 12 tháng thời gian cực kỳ là dài. Từ 12 tháng cho đến 1 năm các bác nhé. Đấy. 12 tháng tương đương với 1 năm bảo hành cho anh em. Hàng này là hàng của Nhật nhé. Còn tiếp theo các bác nào muốn lấy con rẻ hơn thì em nên cho bác cây bơm đại bàng nhé. Con bơm đại bàng này. Con này thì cũng là hàng của Nhật. Các bác nhìn thấy những cái hàng của Nhật, các bác nhìn nọc ẩm nó siêu to khổng lồ cái nhé. Cái thứ hai là người ta thiết kế dùng nó bền các bác đấy. Mẫu này thì bơm đại bàng của Nhật chân gấp nhé. Con này thì thân bơm người ta làm bằng thép 3 lớp cơ nhé. Thép 3 lớp ở trong này có sẵn nước làm mát trong bơm, bao cho anh em bơm nó mát nhé, nó không nóng. Chứ còn một số anh em bảo là có nước làm mát trong bơm thì nó lại nóng hơn so bình thường. Em chả hiểu các bác nghĩ như nào. Ví dụ tinh con bơm các bác không có nước làm mát, các bác bơm khoảng độ tầm 2-3 phút các bác sờ đây nó nóng ran này. Nhưng có nước các bác bơm phải 2-30 phút sờ đây nó mới nóng. Đấy. Thế thì các bác nói là có nước thì nó lại nóng hơn, thực ra nói thế rất chi là phản khoa học đúng không các bác? Thế khác nào ông chửi vào đầu mấy ông kỹ sư, ông làm ô tô xe máy người ta cho nước làm mát nó lại còn nóng hơn, thế nói chuyện chó thì đúng không các bác? Đấy, vì cái gì người ta cũng nghiên cứu rồi xong người ta mới áp dụng vào thực tế. Đấy, các ông cứ ngồi đấy các ông gõ bàn phím, các ông phán linh ta linh tinh
chả hiểu cái gì. Các ông nói có nước nào mát nó lại nóng hơn, phản khoa học quả mẹ ra đúng không các bác? Đấy. Bây giờ đây, con này bơm đại bàng của Nhật nhá. Giá công khai cho anh em là 1.200.000. Hai mẫu này bảo hành cho anh em 12 tháng tương đương 1 năm nhá. Tặng một cái đèn pin. Đấy, đấy là phần quà của anh em khi mua hai cái mẫu bơm này, ok chưa? Cực kỳ là hộ hĩnh đấy. Đấy là để em tri ân khách hàng thời gian dài vừa qua luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng shop các bạn. Đấy. Bác nào mà chưa ấn đăng ký kênh các bác cố gắng ấn đăng ký kênh nhé. Bác nào ấn đăng ký kênh mua cũng sẽ được tặng quà nhé. Đây, con bơm thứ ba giới thiệu đến cho anh em, con bơm này là bơm AGH. À, bơm này là bơm FB con báo chân gấp này, chân gấp này. Đồng hồ to, lọc ẩm to. Cái này là bơm phiên bản đặc biệt các nhé. Phiên bản đặc biệt này bao cho anh em bơm nhanh, bơm nhẹ nhé. Cái này thì giá thị trường nhé đang là 900.000. Hôm nay cũng để cho anh em 900.000, tặng cho anh em một cái đèn pin nhé. Đấy, anh em nào không lấy đèn pin thì em sẽ bớt tiền cho anh em, tặng cho anh em một đèn pin như này nhé. Đấy, các bác không lấy đèn pin em bớt cho anh em con này còn 800.000 nhé, ok chưa? Đấy, các bác thấy các bác mua bên em thì lợi đủ được, không lấy quà thì sẽ bớt tiền, không bớt tiền thì sẽ tặng quà. Đấy, các bác thích cái gì em tặng cho các bác cái đấy, các bác luôn luôn là người được lợi nhất nhé. Đấy, thì cái chương trình khuyến mại này thì nó cũng thi thoảng mới có các bạn. Đấy, còn nếu các bác không lấy đèn pin thì em có thể tặng cho bác thêm một cái ti hoặc một lọ dầu, một cái ti bơm như này nhé, hoặc một lọ túi trong sim hoặc một lọ dầu tặng thêm nhé. Các bác mua là nó mặc định nó sẽ có theo một túi trong sim này, một túi bông này, một lọ dầu này, là một cái cà lê để anh thay sửa nhé. Các bác mua cây bơm nào nó cũng sẽ mặc định có 4 món như này rồi nhé. Còn các bác thích lấy thêm cái gì em tặng cho bác thêm cái đấy nhé. Đây, còn con bơm thứ ba em giới thiệu đến cho anh em con bơm này là con bơm đồng hồ to, lọc ẩm bé, chân cành em gấp nhé. Con này là bơm nhỡ. Đấy, cái mẫu này thì hiện tại em bán giá công khai cho anh em là, con này để cho em giá hạt rẻ nhé, 750.000, bao ship tận nhà thưa bác nhé. Bơm nhỡ 750.000, anh em mua tặng thêm một túi trong sim này, hoặc tặng thêm một cái ti nhé. Cái mẫu này thì không được tặng đèn pin. Đấy, cái này bao cho em mức áp tối đa khoảng 250 đến 280 cân các bác nhé. Đấy, là cây bơm cuối cùng thì nên cho bác cây bơm đồng hồ bé, lọc ẩm bé, chân cành én nhé. Con này thì bác nào chơi truyền thống lấy con này rất là ok. Con này bây giờ đang khuyến mại giá còn 550.000 các bác, 550.000 nhé. Bác nào muốn mua cây này thì em ơi bán cho một cây bơm đồng hồ bé, lọc ẩm bé giá 550.000 đấy. Các bác muốn mua hàng nhé, gọi điện đến hai đầu số này của shop. Các bác chỉ cần đọc giá tiền, ví dụ các bác thích con bơm VIP hiệu sư tử này, các bác bảo em ơi bán cho một cây bơm VIP giá 1.4 triệu, em biết các bác muốn lấy con này. Còn con này là các bác bảo bán cho một cây bơm đại bàng giá 1.2 triệu. Con này là bơm đồng hồ to, lọc ẩm to bản đặc biệt 900 nhé. Các bác lấy con này sẽ được tặng theo một cái đèn pin. Các bác không lấy đèn pin em trừ vào tiền cho các bác nhé. Không thì các bác tặng cho bác thêm một cái ti, một túi sim, các bác thích lấy cái gì tặng cho bác đấy nhé. Con này là 750, con này là 550 các bác nhé. Đấy, thì các bác nào đang xem video yêu quý thì hãy xem một like và đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.